chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay hồi sinh gây mê hoặc lòng người với một nét đẹp hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ. Cái chiếc quay dọn hôm nay một cái trường phái mình đã nói rất nhiều trong những clip đổ xe. Tuy nhiên thực tế hiếm khi bắt gặp được một cái bản dọn nào hoàn mỹ không một cái khuyết điểm như cái bản độ hôm nay. Một cái chiếc quay độ là hoàn toàn có thể khiến các bạn bị mê mẩn với một diện mạo rất là chỉnh chu và hoàn tráng. Cái phiên bản quay độ hôm nay thực hiện bởi một cái bạn tên Ngọc, người đã trau chuốt từng vị trí nhỏ nhất của con xe để đem đến cái ngoài là mới len keng như một cái chiếc xe thùng. Bên cạnh những món phụ tùng nguyên bản chính hãng đến từ Honda, thì anh chủ còn tinh ý bổ sung cho con quay của mình những cái chi tiết như bao tay của Essex Mod hay là cái gù inox để khiến diện mạo bên ngoài trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn. Riêng vị trí nút đề máy cũng len cà beng với hai chi tiết được biến tấu lại. Cái sự hiện diện của chúng giúp cho dàn tay lái trở nên đẹp mắt hơn và chú ý hơn khá nhiều. Không biết vô tình hay là hữu ý, hai chi tiết cái nút bấm ở trên nó lại liền lạc một cách hoàn hảo với cái bộ tem bộ ba ga là 3S chính hãng của bên Thái Lan. Cái dòng ba ga là cực kỳ thẩm mỹ, ôm sát vừa với cái lường của chiếc quay độ, lấp đầy khoảng trống hoàn hảo, trơn trọi ngay cái dàn nhựa nhám. Để cái cụm nắng Rainbow A14 có thể khoe hết nét đẹp quyến rũ của nó, thì người chủ không ngần ngại khoét đi cái phần chó Mika ở hàng phía trước. Dù thành công để lộ ra cái phần bản lề cùng với phần tem nó cởi, nhưng chi tiết khoét vẫn được hoàn thiện rất là tỉ mỉ để không làm mất đi cái độ cân đối giữa hai bên cái dàn tay lái. Cái đèn xanh cam vàng phía trước, phía sau. Cái chiếc quay dọn hôm nay còn đón nhận cái sự nâng cấp mạnh mẽ nên cái đèn lái với cái chất đèn của Sinfast 2 tầng thể thao hơn. Đây một cái chút nguồn ánh sáng mạnh mẽ hơn với công nghệ đèn LED tiên tiến và cực kỳ tiết kiệm điện. Trong thời điểm những cái mẫu đĩa thắng sản xuất bởi người Việt đang thống lĩnh thị trường hiện nay, chỉ có ít những bản đổ sổ cho mình đĩa thắng Honda LS như cái chiếc quay hôm nay. Thực tế về phần đĩa thắng LS, cái dòng đĩa này cực kỳ đáng chơi, hiệu suất thắng rất dứt khoáng, độ bền cũng khá là ổn, đặc biệt còn có nhiệt đặc điểm như lồng lõm, kết hợp với những cái heo đồ chơi như cái dòng Panda Blitz 2bit thì sẽ né được nguy cơ heo bị cạc cứng dẫn đèn cầm hay là chống mầm. Nhưng heo thắng thì vẫn có thể ăn hết được tối đa trên mặt lưỡi đĩa và phát nhôm CC rất là chuẩn và được canh rất là tỉ mỉ. Nói đôi chút về mặt trọng lượng cái dàn chân hôm nay, chúng ta thấy nó giảm cũng khá nhiều với so phòng bản, vì người chủ đã trang bị cái chiếc quay cơ động của mình cái phần niềm nhôm SL ASEAN cấu tạo từ nhôm 6 chất lượng, cộng với bất hủ cái bộ hiền nhôm này là cái cầm Nova 47, tạo ra hiệu ứng cực kỳ đẹp mắt đang bánh trong đêm bởi vì nó rất là nhạy cảm với một cái loại ánh đèn. Không hoành tráng lệ hệ thống tháng trước, cái dàn chân sau của chiếc xe hôm nay giữ lại cái nét đẹp tinh giản nhất khi trang bị thắng đùm, nhưng những bộ phận trở nên đỉnh mắt hơn khá nhiều với một cái càng thắng inox nó nhỉnh hơn phụ tùng bản về mặt thẩm mỹ, đồng thời cũng khá ít bị reset. Bộ gấp thì cũng không chịu thua kém với những nơi chốn khác hiển thị cho mình những món đồ chơi phát tăng sinh CC, một cái tiểu tiết nhỏ và thiếu đi vắng cái gấp sau chắc chắn sẽ trở nên bớt chấm chảy và bớt đường điểm biết bao. Dù không chỉ thích thú về nét đẹp bên ngoài, bên trong cái chiếc quay độ còn rất là tươm tất khi được người chủ nhấn nhá những món đồ chơi trang trí là cái nắp xăng CC cùng những họa tiết gia tăng cái độ ma sát, giúp người ta dễ dàng cầm nắm hơn trong quá trình là châm nhiên liệu. Dù không có cái bình dầu khí nén, nhưng đối với cái dầu phục Holin HO110019 thì yêu cầu người gắn phải có kinh nghiệm trong quá trình lắp đặt để chân phục tích hợp cái nấm chỉnh không bị cạ cứng và hoàn hợp xích. Chén CC bên cạnh cũng là hoàn toàn không phải là một chi tiết làm đẹp, mà có một cái công năng là đẩy lò xo cao lên, không để lò xo chạm vào hợp xích trong quá trình vận hành. Nói chuyện cái phần động cơ một chút thì cái chiếc quay này phục hồi với những món phụ tùng hiệu suất chính hãng từ Honda, trong đó còn có thêm cái bộ titan sặc sỡ hơn với kích cỡ là thoáng hơn bộ zin, cũng góp phần nào không nhỏ trong việc tăng thêm một cái chút hiệu suất động cơ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc quay độ cực đẹp nhé. Suzuki nâng cấp phúc hồng người xem đến từ Baker quận 9. Cái chiếc Suzuki Suzuki cho 10 hôm nay thuộc sở một người chơi xe ở Sài Gòn. Chàng trai này không ngần ngại chi ra khoản tiền kha khá để nâng cấp tổng thể dàn chân, phần chỉ đâm theo một cách thượng lưu ngày nay. Bên trái nhẹ nhàng bộ chở đèn chở sáng hỗ trợ rất tốt di chuyển trong đêm. Ngoài ra cái con xe còn được tích hợp thêm chế độ đá xin cho thuận tiện hơn trong việc xin đường. Món đồ chơi đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn di động là cái bộ cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ đồ nô quý được rất nhiều anh em chơi xe ưa chuộng trong thời gian gần đây. Bộ cụm không được tích hợp chân kiến rời, chỉ vì anh em chơi muốn lắp chân kiến thì mình lại bằng các chân CC
có sẵn thị trường hoặc rẻ tiền hơn là tận dụng chân sim của cái dòng Nissin CX 110. Kết hợp dây ốc D5 full chi đông rất đẹp. Hai bên cái cụm công tắc của tiểu bếp đi cùng cụm tăng tốc dây ga theo tính từ Domino, đi kèm dây ga thái khả năng cút ngắn hành trình để bay nhanh hơn. Trang bị thêm chế độ holding đen, đây là phiên bản được lấy từ cái dòng lực Kawasaki Ninja ZX-MR, một sản phẩm lực điện khi lắp lên các dòng xe nhỏ chỉ có độ cân bằng nhất định chứ không tinh chỉnh được như các phiên bản có mặt thị trường khác. Chèn chân lên luôn cái mâm Raceball ngược cây, đây là cái mẫu thứ hai được sản xuất cho cái dòng Raider Sachi sử dụng, đi liền cùng với đĩa Raceball cấu tạo chuẩn Sachin dành cho cái dàn chân Raider Sachi, tiện lợi không chỉ giáo. Hay Thảo thì dùng cái bộ Lewin Carbon cực kỳ gọn gàng, nhưng biết sao nó nhỏ gọn, âm thanh rất uy lực, khiến nhiều người chơi thích thú. Có bô thì bật liệu titan, màu sắc cũng đẹp, độ bền cao, cấu tạo khi nóng lên nguội cũng rất nhanh. Và không quên kể đến phụ trái tiêu bình dầu trời, một cái dòng sản phẩm chăm sóc tầm trung được nhiều người tay chơi rất ưa chuộng. Với cái tâm mà nó bật, sản phẩm có thể tăng cái trong siêu một cái sự đẹp trai, lấp đầy khoảng trống dưới gầm xe một cách hoàn hảo nhất. Xô ra hết cây phục là cái bộ lọc chế trụ, được người chủ bắt tháo bỏ cái phần nhựa nhám giữa thân xe. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã giải đích này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.